Ôi thôi chết con mẹ rồi, mất cái kiếm BF rồi. Cụ chúng mày. Ôi vẫn chưa nhặt được đồ này. Ôi đi mẹ bọn nó bắt khéo thế nhờ. Cuốn mà. Trò này cuốn vãi lìn luôn. Anh em tin tôi 28 ra. Đánh lút cán cho tôi. Hai tiền. Ban đầu vào cố gắng để ý một chút cái tiểu tiết này. Nên bắt con hai tiền. Nên bắt con hai tiền thì nó sẽ. Đây này. Khi mà mình bán đi thì mình sẽ được dôi tiền hơn. Cái xu hướng của bọn nó đánh bây giờ nó chia làm hai loại chính. Một là nếu như thằng nào rất là đỏ mà ngay khoảng tầm 4 round đầu ấy, 5 round đầu ấy mà chúng nó đã có hai con giống nhau lên cấp 2 rồi thì xu hướng của chúng nó là muốn lên cấp độ 5 càng muộn càng tốt, và bắt đầu chúng nó dùng tiền để chúng nó roll bằng được cái con một tiền đấy lên cộng 3 để carry team, xong vứt hết rồi cho con đấy để carry team. Làm như vậy thì nó sẽ làm mạnh đầu và về sau thì lại khá nguy hiểm. Về sau thì lại khá nguy hiểm. Và bị phụ thuộc vào đồ khá là nhiều. Mấy cái con cộng 3 đấy mà không có đồ là toang ngay. Nó không thể chơi cái kiểu mà là không thể chơi cái kiểu mà dùng các cái bộ nó mix vào nhau để bù trừ cho cái điểm yếu về về đồ được. Và sau cái bản patch note cập nhật vào tối hôm qua hay là sáng hôm qua gì đấy thì có một vài món đồ bắt đầu được buff sức mạnh, thì anh em cố gắng để ý vì bây giờ bọn nó lên rất là nhiều. Ví dụ như là cái combo mà hai cái lá cờ dích ý, cái combo hai lá cờ dích là món là cái combo cực kỳ hay mà nó lại tiết kiệm. Nó là tiết kiệm thì không đúng, mà nó là kiểu như là nó không cần đổ tốc độ đánh mà nó vẫn được đổ tốc độ đánh cho tất cả các tất cả các con cờ xung quanh. Nó hiệu quả về mặt kinh tế. Rất hiệu quả về mặt kinh tế. Món đấy là một này. Và cái disaim, cái đồ giải giới là hai. Bây giờ bọn nó cũng lên nhiều. Này, trước khi mà bị giảm sức mạnh nhá, rất nhiều thằng chơi con Nidalee này, Đại Bác Liên Thanh, bởi vì nó có thể đứng từ rất xa và nó cắn đứng từ rất xa. Các bạn đứng từ đây này, các bạn cắn thật ra đây được, nhưng đấy là cái bug nó sửa rồi. Bây giờ Nidalee vứt Đại Bác không có tác dụng gì cả, không có nhiều tác dụng, phế. Thế là tôi thắng hay tôi thua ấy nhở? À tôi thắng.
Cảm ơn bạn Thắng Lê đã tặng sao nhá. Chắc chắn là 9.13 có, đến ngày 28 có. Vãi nòn. Hoặc là các bạn vứt full đồ cho con Pai này cũng là một cái rất là hay này. Vứt full đồ cho Pai hay cực. Để ván này tôi đánh Assassin rồi vứt full đồ cho con Pai cho các bạn xem. Vui cực. Đúng rồi, bây giờ nó sửa cái đại bác rồi. Con Draven á, rơi down liên tục. Chính ra con Draven là bị nớp là gián tiếp là vì cái món đồ ấy đấy. Bây giờ nó đánh rơi down liên tục. Đó là lý do vì sao bây giờ nhiều ông mà muốn đánh Draven mà hiệu quả ấy là phải lên cái món ngọn giáo Sojin. Mấy hôm qua có thằng chửi mình chứ. Không phải là chửi mà có thằng góp à, có một thanh niên là góp ý mình là tại sao Draven đánh lên ngọn giáo Sojin làm gì cho nó phí ra. Bây giờ muốn đánh Draven là phải lên ngọn giáo Sojin. Lỗi. Đấy, nó là bug, nhiều khi rất là khó chịu. Nếu hiểu vì sao một con tướng, một con cờ của bên mình mặt cứ nghệt ra, nếu làm gì cả. Mặt đần như cứt ngâm. Quên mẹ mất mình phải lấy cái gì đó. Kiếm BF à? Nhưng mà châu đục uống nước chậm này thì cầm gì có cái gì mà lấy. Thôi các bạn cho mình cái gì thì mình lấy cái đấy chứ còn. Tầm này mẹ, liệu còn cái kiếm BF mà chơi không? Mà lại kiếm BF mẹ nằm trong người con Z. Làm gì còn? Ơi, 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 còn nha. Ê, xe. Được rồi, cút hết. Mấy con lợn đất này. Đấng khỏe. Confirm mà đấng được. Đấng khá khỏe. Rek'Sai này, voi này, chó này. Tí nữa Pai là phải set up một cái bộ đồ, ba cái đồ làm sao mà vừa có đam mà lại vừa có những món thủ cơ bản nhất. Ví dụ như tôi đang định vứt cho nó cái kiếm Majamu này. Đang định vứt kiếm Majamu cho nó vừa có giáp mà lại vừa có chống cái đam crit. Sau đấy thì là một ngọn giáo Sojin này. Ngọn giáo Sojin kiếm Majamu. Mà vứt một đồ. Vứt thêm một đồ năng lượng nữa là đẹp. Đồ năng lượng còn cái gì nó giá trị mà tanker tốt không nhỉ? Tim băng à? Giao điện. Có thể là giao điện nữa. Ma vũ song kiếm, quên. Cứ nhầm giữa ma vũ song kiếm với cả cái kiếm Majomu. Hay bị nhầm. Đây. Nói chung là để đép mấy cái đam crit. Nó sẽ rất là hữu hiệu trong cái trường hợp mà bạn gặp một thằng khác cũng chơi Assassin. Và bạn gặp mấy cái thằng AD mà kiểu như là Draven, Tristana, với Vayne này được vứt đồ crit là bạn cầm cái này là ok lắm luôn. Nhầm, không phải là kiếm ma mà là cái ma vũ, mẹ đồ đạc nó cứ có cái ma ở trong mới nghe nó ảo ma quá. Sorry anh em. Đây. Thực ra tôi mua cho nó vui mà, bởi vì các bạn nhớ là mấy cái con cấp 1 ấy. Mấy cái con cấp 1 thì nó không bị âm tiền khi mà nâng lên 2. Ba con 1 nâng lên 2 vẫn là 3 tiền, bán nó không bị lỗ.
Chứ thực ra thì tôi cũng không định đánh mấy con nghiệt xúc này. Một bình luận viên, một game thủ từ mùa 1 và bây giờ vẫn còn đọc sai tên vật phẩm. Ơi, hợp lý nhờ. Cay không? Thì mẹ đến tôi còn cay cho chính bản thân mình mà. Nếu như là xa vẫn đọc sai được, thật. Nếu có thằng bình luận viên nào lại tệ như thế, tôi thề với các bạn. Tôi mà là các bạn là tôi report chết mẹ rồi đấy. Thề. Anh em phải chịu khó report đi. Bây giờ mà áp được con Pai sớm là tuyệt vời ông mặt rời luôn. Mẹ cho một đống áo choàng này, tôi không biết làm gì với cái đống áo choàng này bây giờ. Thế mình học hiểm. Lắp làm sao mà hết được cái đống áo choàng này bây giờ? Hay là lắp mẹ một cái lên kháng phép đi. Tí nữa cho mấy con tanker của mình cầm cái đồ kháng phép đấy cũng khá ngon. Đây nhá, để tôi lắp đồ kháng phép cho con chó rồ này. Tí nữa tôi bán đi xong tôi chuyển cho con cho gát của tôi. Tôi đang chơi assassin. Các bạn không nhìn rõ à? Nó ghi lù lù assassin hay còn gì nữa? Đây này, đây này, đây này, bán. Kháng phép. Cái Dragon Claw này nó tăng 83% kháng magic damage này. Cũng khá là ổn. Tôi đang rất muốn bán con này đi rồi này. Để lấy cái kiếm. Cái kiếm về thì tôi sẽ up đồ gì đó cho con Pai hợp lý đấy nhở. Ây da. Chẳng lẽ lại thua. Liên tục chửi rủa mong AD cấm cho bạn Z không chat 10 trận. À kệ đi. Để im cho bạn ấy chửi để tôi còn có tương tác. Tôi đang cày tương tác mà. Kệ đi. Đánh cái bộ assassin này thì mạnh đầu, về sau thì hên xui. Nó tùy thuộc vào cách build đồ, cũng như là bạn có lên được con ba đang nhiều không. Thế nên là các bạn muốn giữ máu và đứng top 1 ở ban đầu thì các bạn đánh assassin là dễ nhất. Còn các cái đội hình khác là phải bán máu nhiều lắm. Các bạn cứ để ý mà xem những cái đội hình nào mà nó dựa nhiều vào những cái con mà đắt tiền ấy. Dựa vào Soul, dựa vào Draven, dựa vào Ash. Mấy cái đội đấy là dễ là phải bán máu lúc đầu lắm. Tôi đang tìm Sojin cho Pai đây, yên tâm. Nước mắt đây này, muốn có Sojin thì phải có nước mắt. À, hai ông này pick ngay con rồng. Bố tiền sờ, nhìn thấy con rồng mắt sáng rực lên. Bây giờ lại là châu đục uống nước chậm này, cũng không biết còn nước mắt để mà bắt không. Về cơ bản là hai con nước mắt này nhiều thằng không thích đâu nha. Chỉ có mình vào cái thế này thì mình cần nước mắt thì mình mới bắt thôi. Đấy, thấy không? Bọn nó không bắt nước mắt đâu. Thằng này bắt nhầm này. Thằng Varus này bị bắt nhầm là cái chắc luôn. Quên mẹ mày đi. Thằng này hình như định lấy con Na này về up Na 2 này. Thằng này định lấy con Na về up con Na 2 này. Chắc là bị tôi hớt tay trên. Cày thế. Lầu gì mà cày thế.
Xin thưa rằng lầu thai. Sao mà lầu thai lại cay? Bây giờ thì lên thêm một cái đồ phòng thủ nữa à? Có nên lên thêm một đồ phòng thủ cho con này nữa không nhỉ? Anh em đang xin ý kiến cái nhỉ? Giải đấu chuyên nghiệp cho game này tôi nghĩ là có. Bạn ơi, cái riêng đồ dành riêng cho hệ thì không có đâu bạn ơi. Không có cái vụ là đồ dành riêng cho hệ đâu. Mà đồ đạc nó sẽ hợp lý với việc là bạn lắp vào con nào. Chứ không có ai quy định là đồ nào là dành cho hệ nào đâu, không có. Tôi đánh AP mà tôi toàn lắp AD cho, tôi toàn lắp giao điện với cả tôi toàn lắp ngọn giáo cho AP của tôi mà. Chứ thực ra là không có cái quy, không có một quy tắc chung nào cho cái việc là hệ nào dùng đồ gì thì đúng, không có. Xin thưa với các bạn là không có chuyện đấy. Cách lắp đồ là sáng tạo và các bạn thích lắp đồ cho con nào cũng được, con nào cũng có thể biến thành đam chính của các bạn được, con nào cũng có thể biến thành đam chính được. Ôi không thay kịp. Con ba này choáng liên tục khó chịu cực. Ê. Hey. Hey. Tim băng à? Được đấy nhá. Tôi cũng khá là thích cái phương án tim băng ấy, tôi đang thinking đấy nhá. Tôi đang cần thêm một đồ mana nữa cho con Pai này, thật sự. Thật sự là rất cần thêm một đồ mana nữa và tôi đang chưa nghĩ ra là đồ gì. Tôi đang muốn cái đồ này nó thiên thiên về công một chút mà nó vừa thiên thiên về thủ. Nhưng thôi, chắc là tôi sẽ lắp tim băng. Nhiều khả năng là tôi sẽ lắp tim băng cho con nghiệt xúc này. Tên này tên lính thì kệ đi, không quan trọng đâu. Lắp assassin đội hình chuẩn là phải lắp thế này này. Cho đứng tụt hết ở hàng dưới này để cho đối phương nó không thể dép được, nó không phòng thủ được. Giáp máu với Pai không tác dụng nhé bạn ơi. Đây này, đây là lỗi này. Đây là lỗi này. Đấy. Cả một bọn đứng yên mẹ trơ mắt ra nhìn thế này. Đây, đây rồi, tim băng đây rồi. Đây rồi. Đó, đây là chính là điều tôi cần. Đây chính là điều An cần đấy. Thêm một con cho gát để thay con Cassadin này nữa là ok. Đẹp bạc rồi đấy. Thấy không? Thấy nó choáng nhanh không? Thì hôm qua tôi gặp một thằng chơi này khắm vãi lìn luôn. Khó chịu vãi đấy. Thế nên là cái trò này nó không có bất kỳ một cái giới hạn nào về cách build đồ hết. Không có cách lắp đồ nào là sai hoàn toàn. Tất nhiên là cũng có một vài trường hợp cụ thể thì lắp đồ là sai hoàn toàn. Để tôi ví dụ cho các bạn. Ví dụ như là cái bộ rồng mà các bạn lắp kháng phép là sai này. Cái bộ rồng là cái bộ mà immune damage 100% mà các bạn lắp kháng phép là sai này. Đấy, ví dụ như thế nhá. Ví dụ. Nhưng mà tôi thấy là gần như đồ nào cũng có thể build cho bất kỳ con nào được và không bị quá là không có tác dụng. Kiểu gì thì kiểu không ít thì nhiều cũng sẽ có tác dụng nhưng mà nó không nhiều thôi. Thế nên là đừng bao giờ vội nhìn một cái ông đánh đánh bộ pháp sư, đánh Sorceress mà cầm đồ AD thì đừng nghĩ người ta ngu. Mà đấy chỉ đơn giản là một cái cách build đồ nó sáng tạo thôi chứ không phải là người ta ngu đâu. Đừng bị nhầm lẫn giữa việc là sáng tạo và ngu ở trong cái trò này. Nó cũng có build đồ ngu nhưng không nhiều đâu. Thôi chết con mẹ rồi. Bị con Cassadin nó burn mana.
con Fai này bị con Kassadin 3 nó đánh vào người là không lên mana được. Đó là lý do vì sao tôi thua cái round này đấy. Tôi thừa tiền tôi up lên, nhưng mà tôi muốn để cấp thấp để tôi roll ra con Pai 3, anh em hiểu không? Tôi để cấp thấp để tôi roll ra mấy cái con này này, tôi nâng lên 3 này. Chứ tầm này cái đội hình này của tôi đép được, đép rông dài thì cũng đép được. Cũng không đến mức là bán máu lắm. Break side. Thấy không? Con Pai vừa vào này, nó có hai đồ tăng mana trong này này. Vừa vào phát nó lướt choáng luôn. Đấy, về mặt cơ bản mà không ai làm gì con Pai thì nó sẽ lướt mẹ như một con ma điên như vậy. Hai con Pai cùng lướt. Khi nào mà có Pai 3 là khỏe lắm luôn đấy. Cảm ơn sao nhá, cảm ơn sao của Đình Ngọc và các bạn gì đây ha. Và Huy Hà nhá, cảm ơn bạn. Thì đây, tôi đang build 3 đây này. Tôi thừa tiền để lên cấp nhưng tôi không build này. Về mặt lý thuyết là lấy con Kata này. Con Kata cầm cái này cũng khỏe này. Còn không thì lấy thìa. Cái tầm này một là lấy thìa, hai là lấy Kata cầm cái gậy quá khổ này cũng được này. Nhưng mà về cơ bản là tôi đi sau cùng thì chắc là cũng chả còn thìa mà chơi thôi. Thằng này sẽ lấy thìa này. Đó, tôi sẽ lấy con Kata 3 này. À con Kata gậy này. Đó. Lắp mũ phù thủy cho Kata cũng được cái chứ, đừng có đùa. Chết con mẹ rồi. Build cho lắm vào. Xong bây giờ hết mẹ slot để rồi. Bán con nào đi bây giờ, bán tạm con Rengar này đi. Tí nữa bắt Rengar sau. Đấy, mẹ lại ra Rengar. À nhưng mua được, có con Kha'Zix nó lên rồi. Ok, mua được. Tơn sau chắc phải lên cấp mất rồi. Ít. Tầm này ba Assassin nó đang ít đam quá. Thế mà chấp được ấy. Đấy, thế mà lại chấp được ấy. Con Pai phun đồ nó phải khác bọt chứ. Chơi được mà. Cuộc sống mà nhiều khi nó khắc nghiệt lắm. Thôi phải up cấp thật rồi. Đây này, một đống đang chờ lên 3 này, thấy không? Assassin gặp băng tộc hơi mệt. Ừ, nhưng mà tôi nghĩ là cũng mệt ở mức độ bình thường. Tức là nó là do cấp và do đồ. Assassin mà có nhiều con 3 mà nó dồn đam nhanh thì cũng chưa chắc đã sợ băng tộc đâu. Bởi vì băng tộc ấy, cái tuyến sau của nó yếu lắm. Tuyến sau của nó yếu lắm. Nếu mà không đóng băng kịp là tuyến sau của nó chết ngay lập tức luôn ý. Nên là mình vẫn có cơ hội để mình xiên chết mấy con quan trọng của nó xong thì là ok. Giết xong mấy con quan trọng là ok đấy. À. Ôi tân này tân quái thì tích tiền cái. Tích xuân chiêu giá cái. Kha'Zix. Mấy Assassin rồi? Sao có 4 nhở? 1, 2, 3, 4. Trùng con Pai. Ờ. 5. Con này là con thứ 5. Con này con thứ 6.
lên cấp và phát là có đủ 6 assassin dùng rồi. Vẫn đang muốn roll thêm. Đồ đi, cho cái đồ đi. Ew. Tôi đang phân vân là có nên lên là giao điện cho con Pai không đây này. Có nên lên giao điện cho Pai không đây này. Ew, 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 ew. Lên. Tí nữa team băng tôi sẽ lên ở một con khác. Tí nữa team băng tôi sẽ lên ở một con khác. Bởi vì team băng thì con nào cũng cầm team băng được, anh em hiểu không? Team băng thì con nào cũng cầm team băng được. Tôi sẽ cho một con khác cầm team băng. Nhưng bây giờ tôi dồn hết đồ đam cho con này. Đồ đam và đồ mana để cho ván đấu nó kết thúc nhanh. Tránh cái kiểu mà đêm dài lắm mộng ấy. Đó. Nhiều khi là trong những cái trường hợp mà mình quá đen mà nó không chí mạng đam crit thì vẫn có đam AP, tức là vẫn có đam giật sét từ cái này, nó các bạn cứ hình dung mà nó bù trừ đam, một chút bù trừ đam kiểu thế. Ôi. Chưa muốn lên cấp một tí nào. Thật tình là chưa muốn lên cấp một tí nào. Mẹ, chẳng lẽ không lên con Kata này thì fail quá. Ôi, khóa lại. Chấp nhận khóa lại. Round sau lên cấp thì vứt vào để lấy slot. Chứ bây giờ mà không lên Kata 2 thì nó cũng là fail. Đấy, bắt đầu thiếu đam rồi thấy không? Bắt đầu thiếu đam rồi đấy. Lạc đạc là bắt đầu có dấu hiệu thiếu đam rồi đấy. Mấy con này không lên ba nhanh để đáp ứng theo cái sức mạnh của ván đấu là thiếu đam. Đánh assassin thì nó xanh chín lắm. Mấy ông mà lao vào, mấy ông không crit được là chúng nó quay lại, chúng nó vã chết ngay. Úi dồi. Khá ổn. Một tên Ratri. Bây giờ phải lên được con Pai mới gọi là ok này. Một Z 2 Pai, một Z 2 Pai đã đủ này. Nhiều khi các bạn đừng có cố gắng hỏi tôi là tại sao thế này, tại sao thế kia. Vì đơn giản là vì tôi thích thế, thật. Tôi không biết là trả lời những cái câu hỏi tại sao của các bạn như thế nào. Ở đây có con Z với con Pai nào không? Không có đúng không? Ok. Mất mẹ là thìa luôn. Chứ các bạn hỏi tôi tại sao, làm sao tôi biết được là tại sao? Thế biết lấy cái gì? Bởi vì sao vứt đồ cho Kha'Zix? Bởi vì nó lên 3 rồi và con Kha'Zix là một con khá khỏe. Khá khỏe trong cái chắc là thôi. Con này thì thôi, không nuôi lên 3. Đây rồi, còn một con nữa thôi. Cố lên em ơi. Bình thường thì sẽ đánh Akali đấy. Nhưng mà vì có một con ninja là con Z sắp 3 rồi nên tôi sẽ không đổi sang Akali, thì coi như ván này đánh 6 assassin và không đánh Akali.
Thìa có nhiều tác dụng lắm bạn ạ. Các bạn cứ vào cái trang tftactics.gg, các bạn sẽ đọc thì các bạn sẽ thấy những cái tác dụng của cái thìa. Đây rồi, chết con mẹ chúng mày rồi. Không thích mua con này lắm. Con này 3 tiền nhưng mà cái tác dụng của nó không, nó không xứng đáng với cái số tiền của nó mà. Ý của tôi là muốn nói là nó không thỏa đáng. Thế cho nó nhanh. Đội hình đây là gọi là Hoàng Kim Giáp. Đây người ta gọi là đội hình Hoàng Kim Giáp. Mẹ tự dưng một lúc sau mấy cái bọn đánh Noble với cả đánh mẹ nhiều AD đấy. Nếu hiểu vì sao AD của mình đi đâu hết đấy. tftactics.gg. Đây. Đấy, tôi ghi bình luận kìa. Tôi đã ghi bình luận rồi nha. tftactics.gg. Tôi xin phép anh em đi đái cái. Hôm nay uống nhiều bia nó hơi buồn đái. Xin phép đi đái cái. Đằng nào vào thì chắc cũng chưa thua ngay được. Này, tập này bắt đầu khó khăn rồi đấy. Nó khó khăn ở cái việc là chúng ta bắt đầu phải xếp đội hình làm sao cho nó hợp lý. Wow. Để tôi xem mà tôi phải đối mặt với thằng nào ở trong cái top 2. Để xem cái chiêu trò của nó là có những cái gì thì mới. Ây da. Thằng này đánh full bộ Gunslinger này, đánh full bộ Gunslinger này. Ok. Rất đơn giản là tôi chỉ cần xếp lệch con này qua đây là xong. Đó. Đối đầu với mấy thằng lìn héo ấy thì chỉ cần xếp lệch qua đây. Bởi vì chúng nó xếp cờ bên này mà. Thì tôi chỉ cần xếp qua đây là cái dàn tanh nó phải ùa lên. Tôi sẽ đẩy được cái dàn assassin của tôi lún vào. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Cái dàn tanh của nó phải dích lên một bước. Thế là tôi nhét cái assassin ở phía trong này. Đấy, chết con mẹ chúng nó hết rồi này. Nhưng con Midporter này vẫn được bắn này. Thì mẹ ảo thế. Một thằng ra đi. Cái tầm này mà muốn mấy con một tiền lên 3 thì khó lắm. Đây này. Thôi bắt đầu đi đái lại có nhiều tiền ngồi roll nhá. Để ra xem được cái gì roll nhá. Cứ mua hết con nào lên 3 được thì lên. À khôn phết. Mẹ mấy con lợn này nó xếp AD lên phía trên. Nó xếp một vài con AD lên phía trên cũng được. Nó xếp tanh xuống phía dưới. Thì về mặt ý tưởng thì cũng không tệ. Về mặt ý tưởng thì cũng không tệ. Nhưng mà nó lại thành rất tệ.
Các bạn biết vì sao nó tệ không? Đây là tôi giải thích cho các bạn vì sao nó xếp AD lên trên thì nó lại tệ. Từ từ tôi sẽ giải thích cho các bạn biết vì sao nó xếp AD lên trên thì nó lại tệ. Lấy cái kiếm BF đi. Có cái kiếm BF nào không? Đây đây có cái kiếm BF này. Để tôi về tôi lắp cái đồ aura. Đồ aura attack speed cho con này nó cầm. Thì anh em nào đứng gần thì được mà không được thì thôi. Đấy nha, để tôi nói cho các bạn biết, để tôi nói cho các bạn biết vì sao nó tệ này. Nó lắp cái bọn bắn xa lên trước thì kể cả gặp assassin đứng sâu ở đây thì nó cũng đứng yên một chỗ, nó không di chuyển. Thế nên là chắc chắn là assassin của tôi sẽ tiếp cận được cái bọn bắn xa này và giết chết con mẹ A luôn. Nếu như tay ở trước vì nó là tay ngắn thì nó gặp assassin tàng hình ở đây thì nó sẽ di chuyển lên phía trước. Nhưng bọn này là tay dài, nó không đi đâu cả. Bọn này tay dài thì nó sẽ không đi đâu cả. Và như vậy là assassin tôi chỉ cần tiến thẳng lên trên là tôi giết chết con đi mẹ hết cái bọn này rồi. Nó chấp nhận xếp một vài con gọi là không quan trọng lắm. Tôi hiểu ý đồ của thằng này là muốn xếp một vài những cái con kiểu như là Ranger không quan trọng lắm lên phía trước để giống như là một dạng kiểu hy sinh ý, vật hy sinh ý, để những cái con quan trọng ở bên trong. Về mặt ý tưởng thì nó cũng được, tức là cũng không quá tệ. Về mặt ý tưởng thì không quá tệ đâu, nhưng mà cũng xét cho cùng thì đến bây giờ thì tôi cũng không biết là nó có lật kèo được hay không, hay là nó còn thiếu một vài những cái món đồ con ở đấy. Chứ tôi tầm này vẫn chưa chắc là tỷ lệ thắng 100% đâu. Assassin, nói chung mà đánh Assassin nó là nhân phẩm hết. Một trận mà bạn không crit một phát nào thì bạn cũng chết mẹ như con dết. Đấy, nó hy sinh con ad này. Thằng này chấp nhận hy sinh con ad và hy sinh cái con lửa này, con brand này. Nhưng mà xét cho cùng thì từ nãy đến giờ nó cứ loay hoay để nó gọi là khắc chế các cái bộ assassin của tôi. Nhưng mà cái bộ assassin của tôi nó thăng tiến sức mạnh nhanh quá rồi, kiểu như là nó đủ sức mạnh quá rồi. Đúng rồi, cái quan trọng là tôi roll đấy. Thực ra thì cái ván này tôi cũng không hẳn là quá đỏ đâu nhá. Không có gì mà gáy, ván này bình thường, có gì mà gáy đâu. Cái trận assassin này nó nói chung là quá là đẹp rồi, đội hình quá là khít thì không có gì mà phải gáy cả. Thì cái điểm nhấn của ván này là nằm ở việc là tôi không lên cấp sớm quá. Cái lúc mà tôi tích được 50 vàng ấy, tôi thừa tiền để tôi roll, tôi thừa tiền để tôi lên cấp nhưng tôi không lên. Tôi chờ phải roll ra được mấy cái con ít tiền này này. Khazik này, 1 tiền này. Z 2 tiền này. Pai 2 tiền này. Tôi nhất quyết tôi không lên cấp, tôi dùng cái tiền đấy tôi roll bằng được ba con này lên 3. Thì nó làm cho cái về sau của mình nó khỏe, nó làm cho cái về sau của mình nó khỏe. Và cái điểm mạnh của bọn Kha, của bọn Assassin ý, là nó rất là mạnh đầu. Nên là mình không cần được up lên nhiều cờ để đép được. Mình chỉ cần, ví dụ như là mình chấp nó một con cờ mình vẫn đép được. Đấy là lý do vì sao tôi tích tiền. Đội hình này nó, nói chung là đồ nó cũng ngon. Ván này đồ nó cũng được, ở mức độ chấp nhận được. Không quá nhiều mà không quá ít. Con Pai này của tôi là cũng được 3 đồ co. Nên là nó gánh được team. Khazik cũng có đồ.